Ô Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc sống không tránh được những lúc áp lực công việc. Và chắc hẳn là không ít quý vị ở đây đã trải qua cảm giác uể oải, mệt mỏi, đau nhức cơ thể sau một ngày làm việc vất vả. Và để giảm thiểu cũng như là khắc phục tình trạng đau nhức cơ thể thì một trong những phương pháp phổ biến, an toàn và hiệu quả nhất đó chính là massage. Và ngày nay thì khoa học công nghệ phát triển, thay vì việc chúng ta phải massage bằng tay thì hiện nay trên thị trường những chiếc ghế massage tự động đang rất phổ biến. Và sản phẩm trong số lần này chúng tôi mong muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là chiếc ghế massage Fuji Kashi FG1500 bên cạnh chúng tôi đây ạ. Quý vị và các bạn có thể chiêm ngưỡng sản phẩm ghế massage toàn thân Fuji Kashi FG1500. Bên ngoài là da tổng hợp cao cấp cùng công nghệ massage 3D tiên tiến, thì đây là một trong những sản phẩm nhãn hàng công bố là bán chạy nhất năm 2020 vừa qua đó Thu Trang ạ. Và để tìm hiểu kỹ hơn về những tính năng của chiếc ghế massage này thì ngay sau đây Trang xin phép là sẽ mục sở thị xem là sản phẩm lần này thì sẽ có hiệu quả như thế nào nhé. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta phải nói đến chính là bộ đầm của ghế massage này, có phần cánh tay robot bằng các chất liệu thép cao cấp, chịu lực vô cùng tốt. Và chiếc ghế này sẽ tập trung thư giãn toàn thân, nhất là phần cổ này, vai gáy này rất dễ bị đau nhức nhất. Và nhà sản xuất cũng đã thiết kế cánh tay robot massage với công nghệ 3D có thể vươn ra và phạm vi hoạt động massage theo đường ray SL. Dạ vâng, thưa quý vị, như lúc nãy thì Thu Trang mới chỉ ngồi thử thôi mà chưa bật các tính năng massage đâu mà cũng đã cảm thấy rất là dễ chịu rồi, vì cái lớp da rất là mềm mại cũng như là cái form dáng của cái ghế này thì nó rất là ôm vào cơ thể. Hứa hẹn là nếu như mà một lát nữa mà chúng ta sẽ thử thì các cái con lăn nó sẽ rất là bám vào người và giúp cho cái việc massage nó cũng sẽ là dễ dàng và hiệu quả hơn. Ngay bây giờ thì có lẽ là sẽ để cho Âu Việt thử một cách chân thực nhất, thì là chúng ta sẽ bật thử chiếc ghế massage này. Và thưa quý vị, đây trên tay của Thu Trang đang là chiếc bảng điều khiển, và người ngồi ở trên chiếc ghế này thì chỉ cần dùng chiếc bảng này thôi để có thể điều khiển được. Đầu tiên với chức năng massage chân, quý vị chỉ cần đặt lòng bàn chân vào bộ gác chân thì ghế massage sẽ tự động massage, xoa bóp để chân thoải mái, hết các triệu chứng tê buốt, nhức mỏi sau một ngày dài vận động. Bộ phận massage chân có thể mở rộng tới 20cm, tùy chỉnh theo chiều cao cơ thể người dùng cho bạn tư thế ngoài massage thoải mái nhất. Chương trình massage tự động với 10 bài massage cùng các kỹ thuật massage như shiatsu Nhật Bản, massage truyền thống, kéo duỗi Thái, massage Thụy Điển. Đặc biệt là góc ngả tối đa 126 độ kết hợp công nghệ Zero World, vừa tiết kiệm không gian đặt máy, vừa thoải mái, thư giãn, giảm áp lực cho cuộc sống khi massage ở chế độ Zero Gravity, massage không trọng lực. Và quý vị thân mến, từ những người lao động nặng nhọc, nhân viên văn phòng ngồi lâu một chỗ, vận động viên luyện tập thể dục thể thao cho đến những người già, những người thường phải làm việc căng thẳng, thì việc sử dụng ghế massage Fuji Kashi là vô cùng phù hợp. Sản phẩm hiện nay đang được bán tại website duy nhất đó là thethaotaiphat.com.vn và qua hệ thống tổng đài 1800 1132, với chuỗi hệ thống Tài Phát Sport gần 50 chi nhánh trên hầu hết các tỉnh thành toàn quốc. Và có một tin vui là trong chương trình ngày hôm nay, anh Âu Việt ơi, chúng tôi sẽ dành tặng cho những người xem đài khuyến mãi giảm giá đến 36% giá thành của sản phẩm đang được niêm yết là 45 triệu đồng. Và chưa hết đâu, bộ quà tặng bảo vệ ghế massage Fuji Kashi FG1500 luôn bền đẹp như mới sẽ được dành tặng cho những vị khán giả nhanh tay đặt hàng ngay sau chương trình này của chúng ta. Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Âu Việt và Thu Trang xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của TV Shopping 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTC6 để cùng đón chờ những sản phẩm hữu ích với mức giá vô cùng hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.